đu ti dầm pi ma dằng phận tê quy sùng rạc kha nát thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm pi ma dằng phần tê quy sùng rạc kha nam thà gia ti sa ra nề na sa ha bành cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch sư Nguyên Thông, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh sư thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Con xin kính thỉnh sư. Nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa tassa nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài bậc A La Hán cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bua đăng xá ra năng ga cha mi đàm măng xá ra năng ga cha mi sẵn khăn xá ra năng ga cha mi đưa ti dâm bi bua đăng xá ra năng ga cha mi đưa ti dâm bi đàm măng xá ra năng ga cha mi đưa ti dâm bi sẵn khăn xá ra năng ga cha mi ta ti dâm bi bua đăng xá ra năng ga cha mi ta ti dâm bi đàm măng xá ra năng ga cha mi ta ti dâm bi sẵn khăn xá ra năng ga cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam-mô-ta-sa-pha-ga-wa-tô-a-ra-ha-tô-sam-ma-sam-bu-tha-sa-nam-mô-ta-sa-pha-ga-wa-tô a-ra-ha-tô-sam-ma-sam-bu-tha-sa-nam-mô-ta-pha-ga-wa-tô a-ra-ha-tô-sam-ma-sam-bu-tha-sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài là bậc Á Ra Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài là bậc Á Ra Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài là bậc Á Ra Hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bút thằng xá ra năng gách trà mỹ thăm măng xá ra năng gách trà mỹ sang khăn xá ra năng gách trà mỹ. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đút tí dầm pi bút thằng xá ra năng gách trà mỹ đút tí dầm pi thăm măng xá ra năng gách trà mỹ đút tí dầm pi sang khăn xá ra năng gách trà mỹ. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin Tăng lần thứ nhì. Ta tí dầm pi bút thằng sa ra năng gách trà mi ta tí dầm pi thầm măng sa ra năng gách trà mi ta tí dầm pi sang khăn sa ra năng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba,
Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Ti saranak gia năng paripunang pháp vi tam bảo toàn đủ chỉ có bấy nhiêu pana ti pa ta ve ramani sikha badang samadhiya mi adinna dana ve ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara ve ramani sikha badang samadhiya mi musa vada Vê Ramani Sikha Badang Samadhiya Misura Me Raya Machapa Madathana Vê Ramani Sima Garang Sikha Badang Samadhiya Mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Bà na ti ba ta we ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. A định na đa na we ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mít cha cha ra, vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da, vê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura me raya mat champa ma dan thana we ramani sikham samadhi yami con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất sai. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha badani sa dukankato appamadena nicchakalang sammara khitap ban chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo. Hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. A ma phành tê và chúng con xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng silena sugatin yang ti silena phoga sampada silena nibbun ti yang ti tasma si lang bi so thát dê tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Ma thu sa thu sa thu ua ta mang ghê na wan đê hăng ba đa băng sung wa ru ta mang bùa thê yô kha lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma mang ua ta mang ghê na wan đê hăng thăm man cha đu vị thắng wa răng thăm mê yô kha lý tô đô sô thăm mô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đề hăng sẵn khăn cha đu vi thô ta măng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng ma măng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Nguyên Thông lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con trong buổi học ngày hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mít lại cho sư ạ. Sakkato buddharatanang ussatang uttamang varang hitang devamanusanang buddhate ce nasotinana santu bhadava sabbe dukkha vupassamang tute sakkato dhammaratanang ussatang uttamang varang parilahupassamanang dhammate ce nasotinana na santu pada vasa be phaya vu pasamang tu te
Sakato sankharata nango satang utamang varang ahunayang pahunayang sankate che naso thinana sanktu badava sabbe roga vupasaman tu te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là pháp trấn tĩnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều quy khôn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghênh tôn trọng. Sit tama tho si tama tho si tama tho idang phalang Etasmin ratanatayatmin sampasadana cheta. Số cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã trình tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạng kính chỉ kusala kam măng canh tâm băng kỳ ri dân mà ma ca dê na wa cha ma na sa thì đà xê su ga tăng ca tăng dê san ta san nhì nô an thì dê cha san ta a san nhì nô ca tăng puôn nhà pha lăng mây hăng sâm bê pha ghi pha quan tu tê Ye tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng puôn nhà pha lăng ma ya ye cha tăng tha na cha năng tỷ đề hoa gan toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi ye san ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti nắc mô bứt tha giác. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và Nguyên Như con xin kính chào thầy Kinh. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin thay mặt lớp học kính mời thầy đăng đàn để giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay bạch thầy. Và con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. À, kính lễ chư Đức Tăng, xin kính chào tất cả quý vị. Đã nghe rõ mà, alo, 1, 2, 3. Alo. À, ok, xin kính chào tất cả quý vị. À, hôm nay chúng ta trở lại buổi học. Cũng có 3 phần. Phần thứ nhất là đọc Bali, kể. Phần thứ hai là học bài vô bài học, và phần thứ ba là những câu hỏi đố vui có thưởng đố vui có thưởng. Và kính thưa quý vị, chúng ta học tiếp phần tâm sở. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau lãnh lễ Tam Bảo tấm tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavan appivadame Svākhāto bhagavatā dhammo dhammamassāmi Suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi Sammā sambuddhamatulaṃ sassadhammakanuttamaṃ avādiyapāsissaṃ abhidhammasanghaṃ. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng ta sẽ nói về những gì chưa được thành công pháp. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ngã Giá. Rồi, để mở đầu chương trình hôm nay xin mời Châu Nguyễn post bài, là mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc kệ nha. Mình đọc một lần cái kệ xong cái mình đọc tiếng Việt rồi đọc tiếng Anh, như là xong bài ngắn gọn vậy ha. Rồi xin mời tất cả quý vị.
Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính thỉnh Sư Thanh Tâm, con xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Hai vị có thể mở hàng trước cho tụi con tiếp nói theo sau ạ. Con xin dâng mic lại ạ. Dạ, con kính bạch Sư Nguyên Thông, con không thấy Sư Thanh Tâm trước máy. Dạ, con xin thỉnh Sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Khoa Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con xin đọc trước cái bài kinh Hạnh Phúc số 38. Patirupade savaso cha bubbe cha kata punyata atta samma paniticha etang mangalamutumang Patiru padesa vaso cha bubbe cha kata punyata atta samma paniticha etang mangalamuta mang patirupa de vasa vo vaso cha bubbe cha kata punyata atta samma paniticha etang mangalamuta mang ti. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm chân chánh tự tâm là phúc lành cao thượng. Amenable location, having done good deeds in the past, setting yourself up properly in life, highest happiness. Câu sau cũng vậy ha. Pati rupa cũng vậy, vậy. Dạ được rồi, dạ con xin trao mai là cho người kế. Dạ chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ con xin tiếp mic của sư, con thấy đạo tràng im ắng quá ạ. Dạ Nguyên Như xin trả bài kinh số 38 Pháp Hạnh Phúc. Bá tí ru bá đề xá hòa sồ chá bút bề chá cá tá buồn nhá tà ách tá sầm mà bá nì thí chá ề tằng mằng gá lá mút tá mằng. Bà tỷ ru ba đề sa wa so cha bum bê cha ca ta pun nhá ta a ta sa ma ba ni thi cha e tang mang ga la mut ta mang. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hưởng tự tâm là phúc lành cao thượng. Amendable location, having done good deeds in the past, setting yourself up properly in life, highest happiness. Dạ, con xin dâng mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Kha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng, kính chào thầy kinh. Dạ con xin đọc kinh 38 hạnh phúc. 38 pháp hạnh phúc. Dạ con xin đọc ạ.
Patiru Pate Sawa So Chapape Chakata Punyata Atasama Pani Thicha E Tang Mang Galamutta Mang. Batirupa desawachas, batirupa desawasocha, bapdechaka tapunyata, atasama paniticha, etang mangga lamutamang. Ở trú xứ tích hợp công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Amenable location, have been done good deed in the past, setting yourself up properly in highest happiness. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính mời người kế tiếp ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, yeah, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Thầy Kinh và kính chào Sư Nguyên Thông, kính chào Đạo Tràng. Bây giờ Sư đọc bài, bắt đầu từ Hạnh Phúc Kinh. Kinh Hạnh Phúc 38. Batirupa desawa soja bhupe cha katapunyata attasamma pani thicha etang mangalamuttamang. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Amenable location, having done good deeds in the past, setting yourself up property in life, highest happiness. Rồi, suy nghĩ chắc xong rồi phải không? Rồi, mời vị kế tiếp nha. Dạ. Rồi, kính chào. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Bhatiru Bhade Sawa So Chabut Bề cha ca ta bùn nha ta át ta sầm mà ba ni thi cha e tăng mang ga la mút ta mang ba ti ru ba đề sa hòa dù cha bức bề cha ca ta bùn nha ta át ta sầm mà ba ni thi cha e tăng mang ga la mút ta mang ba ti ru ba đề sa hòa dù cha bực bê cha ca ta bún nhá ta át ta sám ma ba ni thi cha ê tăng măng ga là mu ta măng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Amenable location, having done good deeds in the past, setting yourself up properly in life, highest happiness. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con kính dừng mic lại cho đạo tràng ạ.
Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, Nguyên Như thấy như Như Quỳnh vừa mới vào lớp, Như Quỳnh có thể cầm mic được không em? À, đọc xong rồi ký thầy dạy luôn. Sa thú lành thai, xin mời Như Quỳnh. Nam mô Bích Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Như Quỳnh không ngậm bích được nữa, vậy thôi giờ chúng ta chuẩn bị vô bài học không? Rồi. Được rồi, chúng ta học tới nhu thân nhu tâm, tâm sở nhu thân nhu tâm. Kỳ này mình học tới tâm sở thích thân thích tâm. Tâm sở thích thân, tâm sở thích tâm. Chuẩn bị hàng đó luôn. Số 14 là tâm sở thích thân ra gia cầm manh nhất ta. 15 là tâm sở thích tâm chích tới cầm manh nhất ta. Là học tiếp hai tâm sở là tâm sở tình hảo biến hành có 19. Bây giờ chúng ta học tới số 14, 15 rồi ha. Rồi xuống dòng bây giờ mình ghi chữ khăm má rồi copy cái này cho nó lẹ ha. Tranh thủ thời gian đó, cái này là từ chữ khâm má cộng giá cộng ta thì ra cái chữ là khâm má, khâm má giá ta. Rồi từ đó nó biến qua thành chữ khâm manh giá ta. Là thì lý do tại sao có chữ khâm manh giá ta là ca giá là thân, khâm manh giá ta là từ thích thích ứng, thích ứng và thích thân là và ca giá cầm manh nhất ta, thích tâm sở thích tâm là chích phá cầm manh nhất ta. Rồi bây giờ mình xuống ghi nguyên chữ là ca giá cầm manh nhất ta, ghi chữ cầm manh nhất ta trước đi, cầm nhất ta hai chấm, cầm manh nhất ta là trạng thái dễ sử dụng hay là tình trạng có thể dùng, thích nghi, thích ứng. Cầm manh nhất ta là trạng thái dễ sử dụng hay tình trạng có thể dùng, phải thích nghi, phải thích ứng chấm. Rồi đó là cái chữ cầm manh nhất ta, nó là một cái trạng thái mà nó diễn cả diễn đạt lên một cái tính cách là dễ sử dụng, dễ dùng, thích nghi, thích ứng, hòa hợp, thích hợp ha, thì đó là cầm manh nhất ta. Rồi ráp cái chữ ca giá vô nữa thì là ca giá cầm manh nhất ta, thì ta dịch là thích thân, tại chữ ca giá này là từ Bali là thân ha, nhưng mà trong đây cái nghĩa nó không phải là cái thân của mình mà nó là tâm sở. Thì ca giá cầm manh nhất ta hai chấm là thích ứng tâm sở, ca giá cầm manh nhất ta là thích ứng tâm sở, hay tâm sở làm cho các tâm sở khác thích ứng cảnh với các việc thiện, thích ứng tâm sở hay tâm sở làm cho các tâm sở khác thích ứng với cảnh với các việc thiện. Thì đó là ca giá cầm manh nhất ta. Tức là cái chữ này là nói về một cái tâm sở, bởi vì mình đang học phần tâm sở ha. Thì ca giá cầm manh nhất ta là một cái tâm sở, nó được gọi là thích thân hay là thích ứng tâm sở. Một cái tâm sở làm cho những cái tâm sở khác mà đi chung với nó đó, những cái tâm sở nào sanh lên sanh chung với nó thì sẽ được thích ứng với những cái đối tượng, với cảnh đó, hoặc là thích ứng với những cái công việc thiện mà nó làm, thì như vậy được gọi là ca giác cầm manh nhất ta.
Rồi xuống dòng chích tá cầm manh nhất ta. Hai ca giá bây giờ tới chích tá cầm manh nhất ta. Hai chấm là thích ứng tâm. Thích ứng tâm. Hay tâm sở làm cho tâm được thích ứng với đối tượng, thích hợp với việc thiện. Thích ứng tâm. Hay tâm sở làm tâm được thích ứng với đối tượng, thích hợp với việc thiện. À, tức là cái tâm sở chích tác cầm manh cho ta này là một cái tâm sở nó thích ứng, nó làm cho thích ứng, cái tâm sở làm cho tâm mà được thích ứng với đối tượng. À, thích ứng khi mà làm một cái việc thiện nào đó thì cái tâm sở này làm cho tâm. Còn cái ca giá cầm manh cho ta là tâm sở làm cho những tâm sở khác, thì trong một cái tâm nó sanh lên thì nó có những cái tâm sở này đồng sanh chung, thì cái tâm sở ca giá cầm manh cho ta thì nó làm cho những cái tâm sở đồng sanh chung thích ứng với công việc thiện. Còn cái chích tá cầm manh cho ta nó làm cho tâm được thích ứng với công việc thiện, thì hai cái này nó bổ sung với nhau. Một cái là làm cho tâm sở được thích ứng, được thích dễ sử dụng, được thích nghi với công việc thiện. Một cái là làm cho tâm. Thì như vậy là tâm sở và tâm được hai cái tâm sở này nó điều hòa, nó điều hợp, nó làm cho thích ứng, nó làm cho dễ sử dụng, làm cho thích nghi với những cái việc thiện. À, thì đó là ca giác cầm manh ta và chích tác cầm manh ta là hai tâm sở đó. Rồi xuống dòng đặc tính hai chấm là tiêu trừ trạng thái không dùng được. Đặc tính là tiêu trừ trạng thái không được, khó sử dụng của tâm sở và của tâm, khó sử dụng của tâm sở và của tâm. Đặc tính là tiêu trừ trạng thái không dùng được, khó sử dụng của tâm sở và của tâm. Rồi, đúng rồi, tức là cái đặc tính của hai tâm sở này là nó tiêu trừ, nó diệt, nó tiêu trừ, nó phá hoại đi, nó phá hủy đi cái trạng thái mà không dùng được, cái trạng thái khó sử dụng của tâm sở và tâm. À, khi tâm sở và tâm đang ở trạng thái mà sượng sùng, trạng thái cứng nhắc, trạng thái mà bị sôi nổi, bị bồng bềnh, bị coi như là bị hỗn hỗn độn, thì cái hai cái tâm sở này nó làm cho được là thích ứng lại, làm cho được yên tĩnh trở lại, nó tiêu trừ những cái trạng thái đó, làm cho những cái sự mà không sử dụng được, cái sự khó sử dụng của tâm sở nó được trở nên thích ứng hơn, thích hợp với việc thiện để mà nó làm việc. Thì như vậy đặc tính của hai tâm sở này là tiêu trừ những cái trạng thái không được dùng được, không có sử dụng được. Đó là đặc tính của nó. Rồi nghĩa hai chấm: tham dục, sân hận và hoài nghi. Kịch nghĩa hai chấm: tham dục, sân hận và hoài nghi. À, tức là nghịch nghĩa hay là đối trị, đối nghịch với lại cái hai cái tâm sở này á, là tham dục. Bởi vì khi mà tham dục sanh lên á, thì cái lửa tham dục nó trở nên là nóng nảy, nó trở nên là thúc dục, là loạn động á. Thì hai tâm sở này nó nghịch lại này, nó làm cho được tâm được yên tĩnh trở lại, làm cho tâm được thích hợp và dễ sử dụng trở lại. Còn sân hận là nó như lửa sân đốt cháy, nó làm cho tâm mình nó trở nên coi như là bị sôi bỏng ha. À, thì đối nghịch nó là hai tâm sở này, nó làm cho được thích ứng trở lại, làm cho thích hợp trở lại. Và hoài nghi cũng vậy, hoài nghi để làm cho cái tâm mình giống khi mình nghi ngờ cái gì đó, thì cái tâm mình nó bị sượng, tâm mình nó bị giống như là phân vân lưỡng lự, nó đơ, nó cứng, nó khó sử dụng. À, cho nên hai tâm sở này nó làm là đối nghịch với những cái sự hoài nghi đó. À, cho nên ba cái tâm sở này, tham dục, sân hận, hoài nghi, bị tâm sở thích thân tâm này nó trị. À, nó trị khi mình có cái
cái sự quân tập tâm mà có được cái sự thích ứng, cái sự tương ứng thích hợp cho tâm được làm việc thiện, thì những cái tâm sở tâm dục sân hận hoài nghi này coi như là đối nghịch với nó, không thể sân khởi được. Cho nên đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết như vậy. Rồi tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái thân tâm, thân và tâm thoát ra hiện trạng không thích ứng. Thân và tâm thoát ra hiện trạng không thích ứng. Phải xa lìa sự không thích hợp với các việc thiện. Xa lìa sự không thích hợp với các việc thiện. Thân và tâm thoát ra hiện trạng không thích ứng. Xa lìa sự không thích hợp với các việc thiện. Đó là cái trạng thái của hai tâm sở này, tức là nó làm cho thân với tâm được thoát ra khỏi cái hiện trạng mà không thích ứng, hiện trạng mà khó sử dụng, thoát ra đó, và nó xa lìa những cái sự việc mà không thích hợp với những việc mà muốn làm những việc thiện đức, thiện sự công đức đó. Thì trạng thái của hai tâm sở này nó xa lìa trạng thái không thích hợp, tách xa những cái đó ra. Rồi phận sự số 2, phận sự hai chấm. Phận sự là làm tan biến, phải bài trừ, phải xa lìa sự không thích nghi của thân và tâm. Làm tan biến, bài trừ, xa lìa sự không thích nghi của thân và tâm. Đó là phận sự của hai cái tâm sở này, làm cho những cái sự mà khó sử dụng, những cái sự mà sượng cứng, những cái sự mà không thích ứng được, không thích dụng được, làm cho tan biến đi, hoặc là nó bài trừ những sự việc đó, nó trừ bỏ, nó loại bỏ những đó, và nó xa lìa những cái sự mà không có thích nghi của thân tâm. Đó là cái phận sự của hai cái tâm sở này. Thì chúng ta khởi lên một cái tư tưởng về thiện pháp, thì hai cái tâm sở này nó làm phần sự là nó tiêu trừ những cái mà không thích nghi, làm cho thân tâm mình nó được nhẹ nhàng, được thích ứng, được dễ dàng trong công tác thiện sự. Đó là phần sự của nó. Rồi số 3, sự thành tựu. Sự thành tựu hai chấm. Hoàn tất được công việc thích ứng, thích hợp của cả hai tâm sở. Hoàn tất được công việc thích ứng thích hợp của cả hai tâm sở. Hoàn tất được công việc thích ứng thích hợp của cả hai tâm sở. Khi tiếp nhận với đối tượng. Khi tiếp nhận với đối tượng. Rồi, tức là cái sự thành tựu nó là nó hoàn tất được cái công việc mà khi mà làm một việc thiện gì đó, thì cái sự thành tựu của tâm sở này nó làm cho hoàn tất được cái công việc thích hợp, thích ứng với lại cái sự việc mà khi tiếp nhận với cái đối tượng mà về thiện pháp. Đó là sự thích ứng của hai tâm sở này, là thích thân và thích tâm đó. Thì đó là sự thành tựu của nó là hoàn tất, là thành tựu hoàn mãn, hoàn tất công việc đó. Rồi xuống dòng số 4 là nhân cần thiết. Hai chấm. Và tâm sở. Và tâm và tâm sở. Nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Bởi vì một cái tâm sở làm cho tâm sở được thích ứng, một cái tâm sở làm cho tâm được thích ứng, thì như vậy nhân cần thiết nó phải có đầy đủ tâm và tâm sở. Rồi đó là bốn cái ý nghĩa mà chúng ta được học ở đây ha.
rồi xuống dòng gạch đánh cái đầu, gạch đầu dòng cái những sự dễ hai chấm những sự dễ dòng gạch đầu dòng dễ dàng thực hành các thiện pháp dễ dàng thực hành các thiện pháp dòng dễ dàng thành tựu các tầng thiền dễ dàng tụ các tầng thiền dòng dễ dàng thành tựu năm thắng trí dễ dàng thành tựu năm thắng trí thiền nhãn thông thiền dĩ thông thần túc thông tha tâm thông và túc mạng thông dễ dàng thành tựu năm thắng trí như thiền nhãn thông thiền nhĩ thông thần túc thông tha tâm thông và túc mạng thông rồi cuối cùng là dễ diệt trừ các lậu hoặc dễ diệt trừ các lậu hoặc rồi đó là những cái sự mà dễ dàng để mà thành tựu được. Thứ nhất là chúng ta làm khi mà mình có một cái sự quân tập về cái thiện pháp nhiều đó, cái này mình đọc kinh, mình giữ giới, mình hành thiền, mình làm những thiện sự công đức thường xuyên á, mình tập thường xuyên hoài á, cái tâm mình là luôn luôn là có những cái sự hướng về thiện pháp. Chẳng hạn như sáng ra thì mình dễ mình đọc kinh xong rồi mình hành thiền thì cái tâm mình nó có cái sự quân tập về thiện pháp. Rồi mình sống trong ngày mình có những cái đời sống tốt đẹp như giúp đỡ người này người kia biết cung kính biết bố thí vân vân, mình làm những sự công đức nhiều thì mình làm càng nhiều thì những cái tâm sở này nó càng lớn mạnh, nó càng tốt đẹp, và khi nó càng lớn mạnh tốt đẹp rồi thì nó rất là dễ dàng khi chúng ta thực hành cái thiện pháp gì đó, thì nó dễ, nó rất là dễ, nó không có bị cản trở, nó không có bị những cái tư tưởng mà bất thiện nó sanh lên nó cản. Bởi vì cái tâm thiện của mình nó đã lớn mạnh thì khi mình làm những thiện pháp nó không bị cản. Chẳng hạn như thường thì những người mà thiếu thiếu những cái sự quân tập về thiện pháp thì khi chúng ta làm việc chẳng hạn như bố thí đi, khi về bố thí khởi tâm bố thí thì khi mà vừa tính ý định khởi là muốn bố thí thì nó xen vô cái tâm bỏ sẻn sanh lên để nó chặn cái bố thí đó, bởi vì mình thiếu sự tu tập thuần thục thì thường là hay bị xen kẽ lên. Nhưng mà để ý, mình quan sát cái tâm của mình khi mà mình làm như mình bố thí mình cúng dường mà làm cho thì mình làm thường thường hay bị những vấn đề nó làm cho cái sự mà tốt đẹp của thiện pháp mình bị chặn đứng, cho nên nó khó làm, nhiều khi nó bị phá luôn cái thiện pháp của mình. Cho nên do đó những cái công đức về thiện pháp nó nhiều thứ, mỗi cái chút chút nó duyên nhau. Chẳng hạn như mình giữ giới, rồi mình tu thiền, rồi mình cung kính, rồi mình phục vụ, tất cả những thiện pháp nào đó nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải mình làm một cái không, nhiều cái nó hỗ trợ lẫn nhau để nó giúp cho cái thiện sự của mình nó được mình dễ dàng thực hiện hơn. Khi mình muốn đi vào pháp hành hành thiền nó cũng dễ dàng hơn, không có bị phá. Còn nếu mình không có thường xuyên mà tu tập công đức, không có thường xuyên làm những việc thiện thì khi mình ngồi thiền mình xuống muốn thiền thì chút ngồi thiền nha, nói hay lắm, rồi khi tới gần tới lúc mà muốn ngồi cái thì cái tâm khởi lên cái sự lười biếng, thôi ngồi đi mệt đi làm khác, thì như vậy là cái thiện pháp mình nó bị ngăn chặn, bị cản trở làm cho không thể tự được cái sự dễ dàng, rất là khó. Cho nên muốn có được thì chúng ta phải tu tập cho được cái tâm mình nó được thuần thục, được thích ứng, được thích hợp, được nhu nhuyễn,
nó mới dễ dàng thực hành được thiện pháp. Và khi mà thực hành được thiện pháp rồi, được tốt đẹp thì sự dễ dàng thành tựu các tầng thiền nó cũng dễ. Nó giống như đầy đủ cái là ba la mật ba la mật ha. Thì mình thành tựu được, mình tu tập vô các tầng thiền nó thành tựu được dễ dàng. Đắc sơ thiền, nhị thiền nó dễ hơn là những người mà không có sự tích lũy về thiện pháp. Rồi thành tựu được cái năm tháng trí, khi mà thành tựu được các tầng thiền rồi thì chuyển qua thông thì nó cũng dễ, qua thiền nhãn thông, thiền nhĩ thông, thần túc thông, rồi tha tâm thông, rồi túc mạng thông, biết nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh thôi, thì chúng ta sẽ thành tựu được những cái này nó dễ hơn là những người không có tích lũy nhiều. Chẳng hạn như giờ nếu mà mình chỉ cái tu thiền không mà mình không có tích lũy những thiền pháp khác thì nó cũng không có đủ sức để mà nó hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên chúng ta phải làm thiền sự công đức nhiều thứ nhiều loại để cái này giúp cái kia, cái kia giúp cái nọ, nó mới là phát triển được tốt đẹp và dễ dàng, và cuối cùng là duy trừ được các lậu hoặc lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu và tứ lậu này. Khi mà mình đã thành tựu được những thiện pháp tốt đẹp rồi, mình đi tới cái đoạn giai đoạn cuối cùng của cái sự tu tập, tận diệt những cái lậu hoặc này và mình trong sạch và tất cả những cái mà sự nhơ bẩn trong tâm mình, và mình diệt trừ nó, cuối cùng chúng ta thành tựu được chánh trí và đạt được cái cứu cánh giải thoát cuối cùng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy nó sự diễn tiến, nó có những cái liên hệ, những cái duyên nó hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên chúng ta phải có một trí tuệ hiểu biết về cái sự mà tác động về nhân duyên, nó nảy sinh ra, nó làm cho từ cái thiện pháp này phát sanh thiện pháp khác, và nó cứ duyên như vậy làm càng lúc càng lớn mạnh, chúng ta sẽ đạt được những sự tốt đẹp. Đó là hai tam sở chúng ta vừa mới học xong. Giờ mình học tiếp thêm hai tam sở nữa là tâm sở thuần thân, tâm sở thuần tâm, là báo 17. Hai cái nữa đây. Học thêm hai cái đó ha. Rồi ca giá ba gun nhất ta chê ta sĩ khá chíp ta ba gun nhất ta chê ta sĩ khá. Thì chữ này từ chữ căn chữ ba cọn này, copy ra. Từ chữ ba cộng căn gun cộng ta, ráp lại là ba gun nhất ta. Ba gun nhất ta thì là sự thuần thục, sự tinh luyện. Đó là sự thuần thục, sự tinh luyện. Rồi, giờ mình ráp vô nguyên chữ luôn. Ca giá ba quân nhất ta. Ráp vô. Đó là sự tinh luyện thuần thục của tâm sở. Sự tinh luyện thuần thục của tâm sở, hay tâm sở làm cho các tâm sở khác được thuần thục. Đó là sự tinh luyện thuần thục của tâm sở, hay tâm sở làm cho các tâm sở khác được thuần thục. Đó rồi, là chữ ca giá ba gun nhất ta, tức là tâm sở thuần thân ha. Là nó là một cái tâm sở được tinh luyện thuần thục ha. Nó làm cho các tâm sở khác sanh chung với nó được thuần thục, thì được gọi là ca giá ba gun nhất ta. Rồi xuống dòng chích tá ba gun nhất ta, nãy là ca giá, bây giờ tới chích tá ba gun nhất ta, là sự tinh luyện thuần thục của tâm, sự tinh luyện thuần thục của tâm, hay tâm sở làm cho tâm được tinh luyện thuần thục. Sự tinh luyện thuần thục của tâm, hay tâm sở làm cho tâm được tinh luyện thuần thục.
Rồi, đó là cái chitta ba gun nhất ta. Đó là cái tâm sở này nó làm cho tâm được thuần thục, làm cho tâm được tinh luyện, được điêu luyện, được thuần thục. Thì cái thì làm cho tâm sở, một cái làm cho tâm. Thì hai cái này nó phối hợp với nhau để nó tạo cho cái tâm mình được làm được những việc tốt đẹp, được một cách coi như là điêu luyện, một cách thuần thục, cách điêu luyện nhu nhuyễn dễ sử dụng. Đó là chính hai cái tâm sở này. Rồi đặc tính hai chấm. Tiêu trừ tình trạng ương yếu bệnh hoạn, tiêu trừ tình trạng ương yếu bệnh hoạn của tâm và các tâm sở, tiêu trừ tình trạng ương yếu bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. À, tức là đặc tính của hai cái tâm sở này là Kaya Pagunyata và Chitta Pagunyata, hai tâm sở thuần, tâm sở thuần thân và tâm sở thuần tâm. Và cái đặc tính đó là nó tiêu trừ, tiêu diệt, nó diệt đi những cái tình trạng mà ương yếu, tình trạng bệnh hoạn của tâm và tâm sở. À, khi tâm sở mà bị yếu đuối, bị trì trệ, bị giá dưỡi, bị coi như là không tốt đẹp, thì hai cái tâm sở này dứt lại, nó làm cho tâm 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 sở của mình trở nên là thuần thục điêu luyện hơn, không có bị rơi vô trạng thái yếu đuối bệnh hoạn. Đó là đặc tính của hai tâm sở này. Cho nên khi mà một người có những cái tâm yếu đuối, những cái tâm mà dễ bị tác động, dễ bị ảnh hưởng bởi những cái đời sống xung quanh đó, chúng ta phải cố gắng làm những việc thiện nhiều để cho cái tâm sở thuần thân thuần tâm này nó quýnh bại những cái tư tưởng đó đi. Những cái tư tưởng mà tự kỷ, những cái tư tưởng mà hay buồn chán đời, có nhiều người hay bị rơi những cái tình trạng đó, là tâm rơi vào trạng thái ương yếu bệnh hoạn. Mà cái tâm này á, chỉ trị bằng những cái thiện pháp, làm thiện pháp công đức khéo léo tác ý, làm cho tâm mình trở nên thuần thục hơn, tốt đẹp hơn, thì nó mới trị được những cái loại tâm này. Những cái loại này khó trị lắm nha quý vị. Cái ương yếu bệnh hoạn là tâm khó trị lắm á. Tâm này khi mà một người mà mình bị rơi vô những cái tình huống như là bệnh hoạn, hay là những trường huống mà bị làm ăn thất bại, hay là thất bại tình trường vân vân, thì tâm rơi vô giống như nó bị hụt hẫng, nó rớt xuống một cái trạng thái bị hụt sâu xuống đó. Đúng rồi, kiểu như trầm cảm đó. Nhiều khi nó rơi vô những trạng thái đó mà mình không có hiểu biết về giáo pháp đó, là mình buông luôn, cái tâm mình sẽ bị càng lúc nó càng nặng hơn, và coi như cái đời sống mình coi như là chấm dứt từ đây. Chúng tôi có một anh bạn ngày xưa, bạn rất thân, ông cũng là một danh cầm guitar chơi rất là giỏi, nhưng mà thời gian sau giống như bị cuộc đời nó bầm dập, ông nằm ra chán nản cuộc sống, rơi vô trầm cảm. Và kia rơi vô trầm cảm cái gì, ông sống mình à, không chịu gần ai, không muốn gần ai, trong nhà ở mình vậy đó, rồi tắt hết đèn, nó lạ, nó tắt đèn, không thích mấy ánh sáng, sợ ánh sáng, rồi ngồi chui phủi mình trong bóng tối, rồi sống ghê gớm lắm. Mà tới bây giờ luôn là mấy chục năm mà cứ sống như vậy, mà sống là đau khổ như vậy, rất là tội nghiệp, mà không cách gì ở được, bởi vì mình không có cách nào để mình nói ra được, rất là khó. Những người này là coi như là tiêu luôn, không còn có cứu gỡ được, bởi vì giống như là bị gần như là bị điên rồi, giống như là nào mà ngồi đâu ngọn mình, buồn yêu mình, sống trong bóng đêm ban ngày. Tới cái nhà thì chúng tôi có về ghé thăm ở đường đâu Trần Quang Khải đâu, vô thăm thì thấy trời hỡi ơi, mình không biết làm sao mà nói được, giờ nói không nghe được thì cũng chịu thua thôi. Ngồi trong bóng tối mình đó, buồn hiu thê thảm, mà dơ hôi hám trong cái phòng đó, nó bị không có ánh sáng đó. Thấy tội lắm. Những người cái tâm bị rơi vô cái trạng thái mà ương yếu bệnh hoạn thì rất khó mà cứu chữa. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy ngoài đời rất là nhiều người bị như vậy. Hay là Caroli đó, ông này chơi dữ lắm, lên tới bậc cao rồi. Caroli là chỉ mới là sơ cấp thôi, lên tới chơi tới Bắc, tới Beethoven,
chơi tới Scarlatti này kia là dữ dằn lắm, chơi hay lắm, chơi rất là hay, mà cuối cùng là tiêu luôn. Cuộc đời là toàn là tội, rất là tội. Mà hiền lắm, cũng là nghiên cứu về thiền cũng dữ lắm, nghiên cứu về dịch số, nghiên cứu về kinh dịch đó, rất là dữ. Ông em giỏi lắm, hồi ngày xưa là còn trẻ mà giỏi lắm. Ngồi bấm kinh bấm bấm về quẻ dịch số đó, bấm hay lắm, bấm chính xác luôn, những sự việc xảy ra là chính xác, rất là tài. Sư chưa học giờ học gì nữa sư ơi? Giờ sư lo nghiên cứu về kinh điển, sư lo đi vô pháp hành đó là an toàn xa lộ. Rồi xuống dòng nghịch nghĩa hai chấm. Thiếu niềm tin, mất tự tin, tâm trở nên ương yếu bệnh hoạn, trì trệ. Thiếu niềm tin, mất tự tin, tâm trở nên ương yếu bệnh hoạn, trì trệ. Dạ. Thiếu niềm tin mà ương yếu bệnh hoạn, trì trệ. À, tức là nghịch nghĩa của cái hai cái tâm sở tuần thân thường tâm này, tức là khi mình bị rơi vô một tình huống mà mất cái niềm tin đó, mình thiếu niềm tin, mất cái tự tin, cái coi như là mình cái cuộc sống này là mệt rồi đó, mình sống mình bị mất cái hai cái này, mất niềm tin, mất tự tin đó. Tâm mình nó sẽ yếu đuối, tâm mình nó rơi vô cái trạng thái giống như là bị bệnh, bị trì trệ, bị chậm lục, bị coi như là tối ha. Thì như vậy là rất là đau khổ. Cho nên quý vị khi mình biết được giáo pháp rồi, đây là cũng là một đại phước cho chúng ta. Khi mình đụng chuyện á, ai không trong đời sống không bị, không lúc không bị này bị khác. Nhưng mà khi mình biết được giáo pháp, mình hiểu được cái định luật của thế gian rồi, không có cái gì mà tồn tại trên thế gian này mà vĩnh cửu, có đó mất đó, được đó mất đó, giàu đó nghèo đó, bệnh đó khỏe đó, bởi vì nó luôn luôn có sự thay đổi vô thường. Khi mình hiểu được như vậy rồi, khi mình đụng chuyện, ví dụ mình lỡ mình có bị xui, mình bị vô một cái vấn đề đó, thì mình không có bị rơi vô cái trạng thái mà đến nỗi mà mất niềm tin, mất sự mà tin vào cuộc sống, tâm mình không có bị rơi vô bệnh hoạn, không bị rơi vô những cái trường hợp mà u tối như vậy. Mình thoát ra một cách nhẹ nhàng, mình biết cách mà thoát ra dễ dàng. Cho nên đây cũng là một giống như một cái phước báo mà giống như viên ngọc quý mà chúng ta nắm được, mình có được cho chính tự thân của mình. Còn nếu mà mình không quyết, mình không 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 khéo, mình không nhận được thì chúng ta sẽ rất là thiệt thòi trong cái đời sống cho chính mình, rồi thậm chí cho cả người thân của mình, cho gia đình của mình. Bởi vì khi mình có được rồi sẽ giúp được rất là nhiều người xung quanh. Còn nếu mà mình không biết, hoặc là mình có mình không không biết sử dụng, thì chúng ta cũng giống như đánh mất được nó, đánh mất được những cái gì ngọc quý báu này. Bởi vì chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới giúp chúng ta thoát ra được những cái trạng thái bệnh hoạn, những trạng thái yếu đuối của tâm, những cái trạng thái mà mất đi cái sự sống. Nếu chúng ta không có giáo pháp thì coi như chúng ta rất là dễ bị rơi vào tình trạng này. Có nhiều người chỉ vì những chuyện nhỏ thôi, hoặc là chỉ vì thất tình là ra cầu bình lợi, là bắt đầu học Batman ha, là bay từ trên bay xuống luôn, bây giờ là xong đời. Thấy không, chỉ chút xíu rồi làm cái mọt xuống tới luôn, bay thẳng xuống luôn. Là lúc đó là Diêm Vương xuống hỏi mày đi đâu đây, chưa tới giờ sao đi xuống, chưa tới giờ sao xuống sớm. cái gì yêu nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cửu, ai già cái thằng mà mình yêu nó lại yêu con khác, tức quá nhảy xuống, gì mình kiếm kiếm thằng khác, ai về nhảy xuống nó gặp Diêm Vương, còn thằng trên này thì nó đi với con khác. Nghĩ lại ngu không, muộn muộn màng. Này là muộn màng. Ý cũng là mà lúc đó đâu có biết, lúc đó mình đang yêu đâu biết nào, đang yêu đang mà say đắm mà đâu biết gì ha, mà nó bị bỏ tức quá,
phóng phóng từ lên cao vãi xuống, vãi xuống mát quá, xuống sông mát quá rồi đi luôn. À, thiếu thiếu sự hiểu biết, thiếu trí tuệ, thiếu cái bủ gối, thiếu cái ngọc báo của giáo pháp thì chúng ta rất là dễ bị những tình trạng này. Cho nên mình coi có được cái giáo pháp rồi, mình nắm được rồi, có căn bản rồi thì chúng ta cố gắng gìn giữ, mình nguyện trong cái đời sống luân hồi của mình là luôn luôn gặp được chánh pháp để chúng ta không bị rơi vào những tình trạng bậy bạ như vậy ha. À, rơi vào những cái tình trạng mà tồi tệ để mà đưa mình đến một cái sự đau khổ tiếp tục nữa. À, bởi vì chúng ta làm bậy là chúng ta tạo nghiệp ác, là chúng ta gây thêm nhiều thứ nữa. À, tự tử như vậy thì chỉ có đi địa ngục thôi chứ không đi đâu. À, đó, chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Cho nên là không nên làm những việc đó. Rồi, đó là tới đâu rồi ha, tới ha, thứ niềm tin ha. Rồi, xuống dòng tứ ý nghĩa hai chấm. Một, trạng thái không đình trệ của tâm và tâm sở, không đình trệ của tâm và tâm sở. À, tức là cái trạng thái của hai tâm sở này, tin là thuần thân thuần tâm, làm cho như mình có được cái trạng thái tâm mình là không có bị đình trệ, không có bị ương yếu bệnh hoạn. À, tâm mình nó tha lìa được những cái sự mà thiếu thiếu mất niềm tin, mà mất tự tin về cuộc sống. À, tâm mình đã được được như vậy. Bài số 2 là phận sự, công việc đó là phận sự hai chấm. Phá tan sự nóng nảy, làm tan biến sự đình trệ của tâm và tâm sở. Hai, phận sự phá tan sự nóng nảy, làm tan biến sự đình trệ của tâm và tâm sở. Rồi, tức là phần nào nó phá tan, nó đánh tan, nó phá tan, nó dẹp hết, nó xuyên xa lìa sự nóng nảy, nó làm cho tan biến luôn sự đình trệ của tâm và tâm sở. À, cho nên khi mà chúng ta quân tập được những cái tâm sở này, sẽ cái phần sự của nó là nó sẽ giúp cho mình làm cho tiêu hết những cái sự mà trì trệ bệnh hoạn của tâm. À, cho nên chúng ta nên nhớ là mình làm bất cứ một việc thiện nào, nó cũng đều có những cái lợi ích của nó. À, về nhân quả nó sẽ là tương tác liên tục chứ không phải là không có. À, cho nên khi mình đã có những sự quân tập như vậy thì khi mà đụng chuyện gì đó thì những cái tâm sở này nó sẽ xa lên, nó giúp cho mình, nó hỗ trợ cho mình để mình quấn lại những cái tư tưởng mà yếu đuối bệnh hoạn. Còn nếu mình không có, mình không có sự quân tập thường xuyên á, khi mình bị rơi vào trường hợp nào đó, chẳng hạn mình rơi vô những cái cơn bạo bệnh, hay là mình rơi vô những cái trường hợp giống như virus, nhưng mà corona tấn công, thì mình sẽ rất là dễ bị mất niềm tin, rất là dễ bị trở nên là bệnh thì càng bệnh nặng hơn. À, cho nên mình phải luôn luôn có một sự tu tập thường xuyên để cho những cái tâm sở, những cái tâm mà tâm sở nó hỗ trợ cho mình khi mà chúng ta có những sự việc gì nó biến động xảy ra trong đời sống, không chuyện này chuyện khác, mình còn mang cái thân ngũ uẩn mà, thì nó không bị tới chuyện này cũng bị chuyện khác. Cho nên phải giờ phút mình còn được thở vào thở ra, được còn có được những sự sáng suốt, mình nên cố gắng là quân tập thường xuyên, từng giây từng phút. Khi ngồi đâu cũng phải có một cái sự ghi nhận biết rõ, có sự chánh niệm tỉnh giác, có sự ghi nhớ mình. À, thì khi mình tạo vậy hoài nó quen, nó có được cái giống như một cái thường cận y duyên, một cái thường thân y duyên này, chúng ta sẽ có những cái chủng về thiện pháp rất là tốt đẹp. Đó là cái phần sự của nó. Rồi số 3, sự thành tựu. Số 3, sự thành tựu lìa xa không dính đến điều xấu tội lỗi, lìa xa không dính đến điều xấu tội lỗi. Lìa xa không dính đến điều xấu tội lỗi. À, tức là sự thành tựu của nó, khi mình là
khi mà nó phát sanh nó được thành tựu là nó tránh xa được, nó lìa xa được những cái điều xấu, nhà kiến, tham ái, sân hận vân vân, thì nó xa lìa được những cái điều. Rồi số 4, nhân cần thiết, tâm và tâm sở. Cần thiết, tâm và tâm sở. Rồi, như vậy đó là bốn cái ý nghĩa của hai cái tâm sở là thuần thân thuần tâm này, tức là hai cái tâm sở này cũng như hai cái tâm sở mình vừa học là thích thân thích tâm, và những cái tâm sở mà đi cặp cặp nha, nó là những cái tâm mà luôn luôn có mặt trong những cái thiện pháp, từ những cái thiện dục giới cho tới những cái tâm thiền tới tâm siêu thế, nó đều có mặt đầy đủ. Nó hỗ trợ, nó tương quan, nó dịch trợ, nó giúp cho tâm và tâm sở luôn được cái sự mà là khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm, vân vân, thì nó giúp cho tâm tâm sở mình nó được những cái điều tốt đẹp như vậy. Khi nào chúng ta khởi tâm thiện là những cái này nó đi theo, mà nếu mà chúng ta cứ khởi tâm thiện đều đặn như vậy, đều mỗi ngày, được nhiều lần lặp đi lại nhiều, thì tâm của mình sẽ trở nên càng lúc càng tinh luyện hơn, càng lúc càng mềm dẻo, càng lúc càng dễ sử dụng, càng lúc càng thích hợp, thích ứng với mọi sự việc thiện, về thiện pháp. Còn nếu mình không sự mà quân tập, giống như mình không có tập về cơ bắp chẳng hạn, ví dụ mình không có thường xuyên tập cho có thể lực, có sức khỏe, thì khi mà đụng chuyện chẳng hạn như khiêng nặng một gì đó mình làm nổi, hoặc là không học võ, thì khi mà đụng chuyện mình không có sử dụng được là bị người ta đánh te luôn ha. Thì cho nên mình phải có sự quân tập thường xuyên như vậy, không phải là mình phải tập nội công khí công, không phải là tập những cái thứ mà để mà luyện cho cái thân mình, không phải vậy, mà chúng ta quân tập bằng những cái sự mà làm cho tâm mình tốt đẹp, tức là những cái thiện pháp như là những cái bố thí, trì giới, là cung kính, là tham thiền, là hồi hướng phước báo, rồi cải tạo tri kiến vân vân. Chúng ta làm những thiện pháp nó thường xuyên trong ngày, thức giấc mở giấc mắt ra, và chúng ta phải có tác ý về những thiện pháp nó quen, mỗi chút mình có tác ý thiện pháp, chút mình có tác ý thiện pháp, thì từ từ cái lòng mình nó sẽ quen, nó quen thì nó có được những cái sự mà thích ứng với những việc làm như vậy. Và khi mà đụng những cái chuyện mà xấu nó đến mình, thì những cái tâm sở này tự động automatic nó cần tâm mà là nó quen, là nó có phản ứng của nó liền. Giống như là virus mà nhảy bậy vô thì những cái con virus khác nó sẽ quýnh, quýnh nhăn virus rồi đi không. Thì khi mình tu tập thuần thục cũng vậy, nó sẽ làm cho mình có được một cái năng lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, nó có những cái lực đó, nó làm cho tâm mình thiện pháp nó mạnh, nó mạnh, nó mới quýnh được những cái thằng mà bệnh hoạn, những cái thằng yếu đuối, những cái thằng mà làm cho cái tâm mình bị mất niềm tin, mất tự tinh, trị bệnh hoạn vân vân, tránh xa những điều mà xấu xa tội lỗi, nó mới làm được những điều đó. Còn nếu mình không có quân tập tâm thì như không à, mình chỉ đọc sách này kia cũng vậy thôi, mình đọc hoài nó cũng vậy thôi, nhưng mà phải hành, tức là chúng ta phải thực tập, mình coi xong mình phải thực tập, phải như là thường xuyên đem cái tâm mình ra để mình cho nó quân luyện đó, để nó hít đất, để nó luyện tập, để cho nó mạnh mẽ lên. Thì khi mình luyện thân như thế nào, mình luyện tâm của bạn, chúng ta phải có sự luyện tập, chứ không phải ngồi đó cầu xin có đâu, thì điều này không thể xảy ra được. Rồi đó là hôm nay chúng ta học xong được bốn tâm sở, tình thân tình gì quá rồi, nhu thân nhu tâm, rồi mới thuần thân thuần tâm. Rồi đó là mình học được bốn tâm sở ha. Thì tới đây là bài học chúng ta học đây là vừa phải lẽ, quý vị có nắm được không ạ? Alo, cho biết đi để mình qua được cái phần đố vui có thưởng ha, bài học dễ ha, đâu có gì đó. Rồi giờ mình qua phần đố vui có thưởng. Câu số 1, virus time khi xuất hiện thì nó có thể đi qua các cửa nào và không qua các cửa nào? Chấm hỏi.
nhân dịp virus mình lấy virus mình làm ha. Một, virus time, khi xuất hiện thì nó có thể đi qua các cửa nào và không qua các cửa nào? Rồi, à, quý vị biết cửa là gì không? Cửa nào là cửa gì lại là gì không quý vị? Xa thôi, xa thôi. Là qua cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, cửa ý, là qua sáu cửa, à, là qua sáu cửa. Thì giờ virus time khi nó xuất hiện thì nó có thể đi qua các cửa nào và không qua các cửa nào? Rồi, xin mời quý vị lên trả lời lấy 10 điểm nha. Rồi, cố gắng xa thôi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con thấy đạo tràng yên ắng quá, con xung phong lên lãnh hộp dịch nha thầy. Câu hỏi là virus time khi xuất hiện thì nó có thể đi qua các cửa nào? Cửa có nghĩa là môn, thì nó có là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Nó có thể đi qua tất cả những cái môn này, tự gì cái đó là cái những cái ở ngoài mình đó, mà mình chạy vô trong cái thân mình rồi nó có tương tác với nhau đó, thì nó qua sáu cửa, thành ra cái nào nó cũng qua được hết, với điều kiện là cái khi mà cái tâm mình phóng dật hoặc là cái tâm mình nó ở nằm trong cái tâm bất thiện thì nó mới đi qua được. Còn nếu mà mình vẫn có mắt tai mũi lưỡi thân ý môn nhưng mà cái tâm mình nó nằm trong sở hữu tịnh hảo, có nghĩa là mình đang hành thiền, mình đang giữ giới, mình đang chánh niệm, hoặc là những cái vị ở cái cõi trời sắc giới, vô sắc giới và của những cái tâm siêu thế á, những vị đó cũng có ý môn, những có mắt tai mũi lưỡi thân ý môn giống y hệt như mình bình thường, nhưng mà những cái con virus tham nó không có đi qua được, tự vì tâm các vị nó nằm ở chỗ cái tịnh hảo. Con không biết con trả lời vậy đúng hơn hay không, con xin thầy dạy lên thêm cho con ạ. Con xin xuống ạ. Dạ kính thưa giáo sư, tôi nghĩ rằng nó cái virus tham nó qua cái ý môn thưa giáo sư. Dạ xin hết. À, xa lắm, xa lắm. À, thì đây là Quỳnh Như Nguyên Trang đáp trúng ha, đáp trúng hỏi Sư Nguyên Thông thì đáp về ý môn thì bị thiếu, bởi vì về tham tham là về tâm sở tham hay là nói về tâm tham thì nó có thể đi qua cả sáu sáu môn, tức là qua được sáu cửa. Ví dụ như mắt mình thấy cảnh sắc thì tâm tham nó vẫn sanh được, nó vẫn nương vào đó để nó tham cảnh sắc.
tai nghe cảnh thinh, thì tâm tham nó dẫn đường qua nghĩ môn để nó ái cảnh thinh. Thì như vậy năm môn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đều có, và môn thứ sáu là ý môn, thì trong tâm của mình nó khởi lên những tư tưởng này tư tưởng kia, những hình ảnh này hình ảnh kia, thì tham ái vẫn có thể sanh khởi. Thì như vậy cái vai lá tham này là có mặt đầy đủ trong tất cả sáu môn, không thiếu môn nào. Thì đối với cõi ngũ uẩn là có đầy đủ, nhưng mà cõi sắc giới thì nó chỉ có nhãn môn nhĩ môn thôi nha. Nguyên như nãy đi hơi bị hố lên tới đó là nó khác rồi. Còn cõi vô sắc giới thì không có môn, không có ngũ môn. Cõi sắc giới, cõi vô sắc giới thì ý môn thôi. Cho nên khi mình nói tới những cái cõi khác mình phải cẩn thận, tại vì luôn cái cõi đó, cái cảnh giới đó, những cái môn nó không có. Cõi cõi sắc giới thì những vị phạm thiên sắc giới thì chỉ có mắt, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thôi, và chỉ có nhãn môn và nhĩ môn thôi, những hệ thần kinh kia không có. Còn lên cõi vô sắc thì không có thân luôn, thì không có năm, không có năm cái môn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, mà chỉ có ý môn. Còn cõi vô tưởng thì nô môn luôn, cõi vô tưởng thì không có môn nào hết, cõi thì chỉ có cái sắc thôi chứ không có tâm, là không có môn nào hết. Đó là như vậy. Đi tới những cảnh giới khác đó, thì chúng ta phải cẩn thận chút xíu. Rồi đó là câu số 1. Như thì đi lố xíu là được 7 điểm. Nguyên Trang thì nó đúng 10 điểm. Rồi xa thứ, xa thứ. Rồi câu số 2. Câu số 2. Virus tham đang sanh thì virus si cũng đang sanh phải chăng? Virus tham đang sanh thì virus si cũng đang sanh phải chăng? Rồi, xin mời quý vị lên chánh tâm, lên cầm mic rồi chứ, cầm mic nói lý luận mình phải lên mình trình bày hợp lý hợp pháp để mới được chứ. Cố gắng quan hỷ lên cho nó vui, cho nó được nhiều phước báo. Rồi xin mời quý vị lên giải thích cho rõ ràng nha. Dạ, mô Phật, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Sư cũng thử thời vận chút. Virus tham đang sanh thì virus si cũng đang sanh phải chăng? Thì thưa quý vị là thế nhiên mà tham á, sẽ chỉ có tham là do si, có si thì nó mới có tham, giống như sân vậy đó. Sẽ chỉ có sân là do si, si là gốc. Cho nên virus tham, ở đây mà nói chữ tham là ngang không có chữ virus thì vi trùng tham, vi trùng không biết nó có đúng hay không. Thì virus si, ở đây thì là tâm tham, tâm si chứ, lại có chữ virus. Tham đang sanh thì si cũng đang sanh phải chăng? Hết ạ. Rồi kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ thưa giáo sư Nguyên Thông cũng nghĩ vậy, hễ có chỗ nào có tham là có si, đi chung với nhau. Dạ xin hết. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ thưa thầy, nếu mà mình nói rõ hơn thì con có thể nói là tự vì cái sở hữu si phần đó, nó chính là sở hữu bất thiện biến hành, thành ra trong 12 cái tâm bất thiện đó lúc nào nó cũng có cái tâm si ở trong, có sở hữu si ở trong hết á. Dạ, con xin xuống mic ạ. Đúng vậy. Khi mà sở hữu tham, tâm tham nó sanh thì đương nhiên phải có tâm sở si nó sanh, đồng sanh chung. Tham có mặt nơi nào thì si có mặt ở đó, tham và si. Nhưng mà si khác à, ngược lại nó khác à, để ý xíu à. Rồi, đó là câu hỏi dễ quá ha. Rồi câu số 3. Câu số 3.
Nguyên Trang chỉ cho chánh tâm cách mà lên làm cái mic ở cái iPhone sao, chỉ cho chánh tâm biết dễ dễ làm à. Rồi câu số 3 ghi nha, là đau mắt lên rồi. Khi virus C hiện hữu, khi virus C hiện hữu thì cả hai virus tham và sân cũng hiện hữu phải chăng? Khi virus C hiện hữu thì cả hai virus tham và sân cũng hiện hữu phải chăng? Ủa cái người chép 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 cái viết câu hỏi đâu mất tiêu rồi. Là okay. Khi virus C hiện hữu thì cả hai virus tham và sân cũng hiện hữu phải chăng? Rồi xin mời quý vị cầm mic lên để mà lý giải cho nó hay nha. Rồi xin mời. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thưa thầy, Nguyên Trang chưa có giải thích như vậy. Tại Nguyên Trang thấy đầu hũ chánh tâm á, còn chuyện Nguyên Trang chỉ lên chỉ thôi nha thầy. Chánh tâm xài cái iPhone á thì ở dưới đó là nó sẽ có nguyên một cái hàng, là nó có cái một cái làm cái microphone. Không biết là chánh tâm có nghe Nguyên Trang nói không ạ? À? Cho Nguyên Trang xin tín hiệu à. Hello. Dạ. Thì khi mà mình bấm vô cái microphone á thì nó sẽ hiện lên cái chữ là cũng như là choice, không không biết, cũng như là mình nó hiện lên thì mình hỏi cần mình đừng quan tâm đó. Mình thấy cái đường dài đó, cái đường màu xanh thì mình bấm vô cái chỗ đó là nó sẽ thoát, khi mà mình nhưng mà khi mình đụng vô á thì chánh tâm nhớ đẩy lên một cái, cũng như là mình cầm cái mic ha. Thì khi mà nói xong á thì chánh tâm bấm vô cái chỗ mà cái đường dài đó, cái nút thành nó sẽ thành màu đỏ, khi mà mình đang nói thì nó là màu đỏ, thì mình chấm cái nút đó thì bắt đầu là mình sẽ thả cái mic ra. Rồi vậy thôi. Đó, mỗi lần thí dụ mình nếu mà mình muốn giơ tay lên thì góc mấy bên tay trái ở trên á là nó có chữ, cũng như là mình raise hand, nó mình giơ cái tay lên thì người ta sẽ biết là mình muốn nói ha, mình muốn cầm mic. Đó, rồi xong rồi cái mình bấm talk, mình bấm nói ha, rồi mình đẩy lên là mình giữ cái mic. Sau đó sau khi mình nói thì mình nhớ bấm lại vô cái đường mà thả cái mic ra đó, rồi bắt đầu rồi vậy là xong ha. Ok rồi, dạ con xin xuống mic à. Dạ cảm ơn đội tràng, con xin lỗi thầy. Một lần nữa kính chào đạo tràng, kính chào thầy kinh. Sư thấy không ai giơ tay hết, hay sư giơ tay biết đầu hên ha, biết đầu hên trúng. Câu số 3, khi virus C hiện hữu thì cả hai virus tham và sân cũng hiện hữu phải chăng? Thưa là câu câu này không có đúng à. Bởi vì tâm tham và tâm sân nó không đi cùng một lúc được. Nó có si à, si thì tâm tham đi chung với si được, nhưng mà sân thì sân với si thì nó đi chung được, nhưng cả cả hai tham và sân thì không được ạ. Tha si thì nó đi với tham được, si nó đi với sân được. Một Phật. Rồi mời vị kế tiếp nha. Con nói có nghe không à?
Hello. Dạ, chánh tâm nói rất là nghe rất là rõ, nhưng mà khi mà chánh tâm để cái ngón tay vô ngay cái chỗ bấm thót á, thì nhớ đẩy lên. Khi mà mình đẩy lên là mình lót cái mic lại ha, rồi khi nào mình nói xong á, thì mình mới bấm, mình đụng vô cái đó để mình thả cái mic ra nha. Dạ, Nguyên Trang mời lại chánh tâm ha. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mic nè. Dạ, con nói có nghe không ạ? Dạ, ok. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, dạ, con cảm ơn. Thứ nhất là con xin trả lời cái câu hỏi đó là tại vì si thì không, tâm si chỉ có tâm si thì không, si là nó đã đứng một mình. Tại vì tham, khi có tham thì nó sẽ có si, và khi có sân thì nó sẽ có si together. Nhưng mà khi si nó đứng riêng một mình thì nó không có tham và nó cũng không có sân. Nên cái câu hỏi, nên cái câu trả lời của con là chỉ có si mà thôi, không có tâm tham và tâm sân. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ, con xin bổ túc câu trả lời của chánh tâm là khi con coi lại cái câu hỏi của thầy á, thì hỏi khi virus si hiện hữu thì cả hai virus tham và sân cùng hiện hữu phải chăng? Thì cái vế thứ nhất là con sẽ thấy là cả hai tham và sân không có hiện hữu trong cùng một cái tâm si, mà si có thể đứng một mình, si có thể đi với tham, si có thể đi với sân, nhưng mà không có si cộng tham cộng sân. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, kính thưa giáo sư, khi mà cái tâm si nó hiện hữu á, thì hiện tại bây giờ tôi đâu có tham, tôi đâu có sân. Thì nói như vậy chứ không có nghĩa là tôi không có tham, không có sân ở trong tâm, nó còn ở đâu đó, nhưng mà hiện bây giờ nó không có hiện hữu, nhưng mà nó có. À, thì nói rõ vậy chứ đừng nói là tôi không có tham hay không có sân. Dạ, xin chấm dứt. Dạ. Dạ, bạch sư Nguyên Thông, con nghĩ câu hỏi của thầy á, là cùng một lúc có một cái trạng thái tâm, còn nếu mà sư nói như vậy á, thì trong một cái sát na mình có cả ngàn cái tâm, sư cảm thấy nó ở đâu đó, nhưng mà thiệt ra một cái sát na đó không có thể nào mà có hai cái tâm nó cùng xuất hiện, bạch sư. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ đúng rồi, nhưng mà bây giờ nó không có hiện hữu, nhưng bây giờ tôi đâu có tham, đâu có sân đâu. À, thành ra thấy nó không hiểu, nhưng mà chắc chắn là si là có. Chắc chắn si là có, tại vì bây giờ mình thấy mình khi nào nói là hết si rồi, khi nào mình là A-la-hán rồi, chứ còn chưa có là chứng quả gì thì cái si thì vẫn còn đó. Ở một một cái phần nào thì nó vẫn còn đó, nhưng mà cái tham với cái sân thì hiện hữu, mình bây giờ mình không có thấy nó nổi lên, cho nên mình cho là không thấy vậy. À, sao phải sao thôi. Thì theo câu hỏi thì chúng ta đọc câu hỏi lại, boss hỏi lại đi, boss hỏi lại coi. Hello, câu hỏi nó mất tiêu rồi. Rồi, khi virus si, khi virus si tức là nhân si á, là hiểu là cái tâm sở si ha. Và khi bác si tức là tâm sở si đó, khi tâm sở si hiện hữu thì cả hai virus tham và sân cũng hiện hữu phải chăng? Thì đây chúng ta phải nên hiểu nó có hai vấn đề. Thứ nhất là khi mà virus si nó hiện hữu, nếu mà nó sanh trong tâm si á, thì nó không thể có được hai cái tâm sở tham và sân, không thể có hai cái nhân này nữa, nó chỉ có mình. Nhưng mà khi mà virus si nó hiện hữu trong cái tâm tham á, thì nó vừa có tham vừa có si, mà si virus si hiện hữu trong tâm sân á, thì nó vừa có sân mà nó vừa có si. Còn khi virus si nó hiện hữu trong những tâm si như si hoài nghi, si phóng dật á, thì nó chỉ có mình nó. À, mình nói là phải rõ ràng ha, phân tích cách rõ ràng như vậy để mình phải học chính xác được ví dụ pháp là phải chính xác ha. À, còn vấn đề như sư Nguyên Thông trình bày á, thì
nó là một cái sự là giống như là tùy miên, những cái pháp như là tham sân là tùy miên, là những cái pháp ngủ ngầm nó ở trong một cái trạng thái được gọi là tùy miên, tức là khi mà nó không có duyên thì thôi, có duyên nó sẽ bộc phát giống như lửa trong không gian. Bây giờ mình nói lửa nằm đâu thì chúng ta đâu có ai nói biết lửa đâu, nhưng mà khi mà có đá có hột quẹt cái này kia, mình quẹt đủ duyên nó phừng cái lửa cháy lên thì đó là như vậy. Bởi vậy khi mà mình nói lửa nó có trong cái không gian này thì nói lửa đâu mình không thể nào mình trình bày được, nhưng mà khi mà đủ duyên tất cả nó hội họp nhau thành đủ duyên thì nó phừng lửa cháy. Cũng như thế nào những cái pháp tùy miên như tham tham tùy miên, sân tùy miên, rồi ganh tị tật đố ngã mạn vân vân, những pháp tùy miên đó những lúc mình bình thường mình không có, hoặc là những lúc mình làm thiện sự nó không có, nhưng mà khi mà đủ duyên là phần đó là đủ duyên là nó phát sanh. Như vậy chúng ta không thể nói nó nằm trong đó, không thể nói nó ẩn tàng trong đó, mà nó phải đầy đủ nhân duyên yếu tố nó mới phát sanh. Thì đó là vấn đề nó khó, là khó tu tập là khó chỗ đó, bởi vì nó ẩn nó núp nó tàn tiềm ẩn, nó phải đầy đủ những yếu tố nó mới phát sanh được. Cho nên đó là vấn đề như vậy. Rồi xa thứ là gì, ta bài được, trình bày được, thanh tâm ý chánh tâm cũng lên nói được, cũng hiểu bài chứ không phải hiểu, nhưng mà trình bày chưa chưa được xúc tích gọn gàng ha. Rồi xa thứ. Rồi một câu cuối cùng trước khi đi ngủ ha. Câu chó: cho đến khi nào cả ba con virus này, tức là virus tham sân si đó, cho đến khi nào cả ba con virus này mới bị diệt trừ theo tuần tự pháp, cho đến khi nào cả ba con virus này mới bị diệt trừ theo tuần tự pháp. Tức là ý hỏi cái ba cái con virus tức là ba cái tham sân si đó, thì nó bị diệt trừ theo thế nào, tuần tự như thế nào, thế nào. Là quý vị cái này học rồi nha, thì Đức học là tham sân si được diệt trừ như thế nào, thế nào đó. Rồi xin mời những cái này, con này được rất là tuyệt vời nha. Rồi, xin mời. Con xin xin hỏi có nghe con nói không ạ? Con xin con xin kính chào đạo tràng. Con xin nói nếu mà nói theo từng tự pháp á, thì theo con nghĩ thì thứ nhất nếu mà theo đúng từng tự pháp, nếu là diệt trừ tham sân si thì thứ nhất thì phải theo từng tự thì phải thứ nhất diệt thân kiến giới cấm thủ hoài nghi là cái bậc tu đầu hoàng, nhưng mà nó mới diệt giảm được cái tham thôi. Thì khi đi đến cái tiếp thứ hai là tư đà hàm thì làm sẽ làm cho muội lược tham và sân và từng tự pháp nữa, tiến tới bậc ana hàm thì sẽ diệt được tham sân và năm hạ phần ký sự nhỏ. Còn nếu mà diệt trừ tất cả thì phải chứng bậc A-la-hán. Theo đó là con chỉ nói gì vậy thôi, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn. Dạ cái sư, giáo sư thì cho ra, tôi cho rằng bắt đầu từ tứ đà hạnh, chứ còn tu đà hoàng thì cái thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, còn cái dục ái và sân thì vẫn ưu nguyên trơ trụi, vẫn còn 100%. Nhưng mà tới tứ đà hàm thì dục ái về sân nó muội được đi, rồi tới ana hàm thì mới hết. Thì do đó thì chữ là từ tứ đà hàm đến ana hàm, từ tứ đà hàm thì nó diệt được một chút phân nửa hay nhiêu đó, tới chừng ana hàm thì mới hoàn toàn diệt dục ái về sân. Chứ còn lúc mà tứ đà hoàng thì
chỉ có thân kiến và nghi giới cấm thủ, còn dục ái về sân nó vẫn còn nguyên. Thì bằng cớ là trong những người con của ông Cấp Cô Độc đó, thì những người mà chứng Tu Đà Hoàng, thì vợ chồng thợ săn đó thì cũng là đã chứng Tu Đà Hoàng rồi, nhưng họ có chồng có vợ, thành chất vấn tham ái về sân vẫn còn đó. Rồi khi mà ta đến Tu Đà Hoàng thì nó dục ái về sân nó giảm bớt, rồi tới A Đà Hàm thì mới hết. Đó là tôi nhận thấy vậy, không biết là cứ chính xác hay không, bởi vì trong kinh là thấy là như vậy. Dạ thưa thầy, cái câu hỏi của thầy á, cho đến khi nào cả ba con virus này mới bị diệt trừ theo tuần tự pháp? Thì hồi nãy chánh tâm có nói là đạt đến cái A-la-hán, thì cái A-la-hán đạo á, là nó chỉ có đang sắc trừ thôi. Còn khi mà nói đến A-la-hán quả, mặc dù nó có mấy sắc này kế tiếp, nhưng mà lúc đó mới gọi là sắc trừ, phải không thầy? Chứ nếu mà đạo thì chưa có xong, mà quả thì nó lúc đó là mới hoàn tất chương trình. Dạ con xin xuống nè. Dạ sư, giáo sư là gì, lúc nãy có anh Chánh Tâm thầy nói rồi thì tôi khỏi cần nói thêm nữa đâu, tại tôi nói tới chữ Anh A Hàm là diệt quả về sân. Đương nhiên là đến A-la-hán thì là hỏi là dục hoàn toàn sắc ái, vô sắc ái, rồi kiêu mạn phóng dật vô minh, thì lúc đó thì mới hoàn toàn trong sạch. Nhưng mà tôi còn nhớ là cái ngài Tịnh Sử nói rằng nếu mà chúng ta chưa đắc A-la-hán thì chúng ta không thể nào tin tưởng cái tâm của chúng ta, là bởi vì nó còn có thể trở lại. Chứ còn khi mà đến A-la-hán rồi thì mới hết, thì tôi nghĩ là như vậy. Dạ, xin chấm dứt, xin mời người khác. Dạ, yeah, hello, dạ yeah, kính chào đạo tràng. Thấy sư, thấy Chánh Tâm giơ tay mà không cầm mic ha, sư cầm trước nha, xin lỗi. Câu hỏi đó là cho đến khi nào cả ba con virus tham sân si mới bị diệt trừ theo tuần tự pháp. Theo tuần tự pháp á là si, nghĩa là si dẫn đầu. Cho nên á theo tuần tự, nếu mà diệt được cái si này nè thì tham sân nó sẽ hết, tức là phải có trí tuệ, có trí tuệ đoạn tận hết tham sân si. Thì theo tuần tự pháp thì phải diệt cái si. Theo tuần tự pháp là tại vì thì si nè là mới có tham có sự. Theo tuần tự pháp là diệt trừ cái si trước, hết si là hết tham sân si rồi. Dạ mô Phật. Một bức thay giá. Dạ thưa thầy, có phải ý của thầy hỏi là cái thằng nào được diệt trước, cái thằng nào diệt nhì, rồi thằng nào diệt sau? Thì nếu vậy thì cái bậc sơ đạo đó là Tu Đà Hoàng á, thì cái người đó sẽ bắt đầu diệt tham trước, xong rồi thì trong cái thời gian đó thì tham với si cũng từ từ nó diệt với nhau. Còn cái thằng sân đó thì nó nặng lắm, đến cuối cùng nó mới hết sân lận. Còn tham nó thì nó diệt từ từ. Ý của thầy hỏi có phải vậy không thầy? Còn si thì phải đợi gần cuối hết thế thì nó mới diệt một lượt. Tự vì si nó kéo dài từ cái bậc một cho tới A-la-hán luôn, lúc cuối cùng nó mới đến. Có phải ý của thầy hỏi là vậy không thưa thầy? Dạ con xin xuống ạ. Câu này khó, câu này không phải dễ, câu này khó. Bây giờ nó nói là cho đến khi nào
mà ba cái vairas tham sân si đó, ba cái tâm tham sân si đó mới bị diệt trừ theo từng biện pháp. Thì bây giờ á, giờ ghi ra 10 kiết sử phiền não đi, là quý vị sẽ thấy ha. Thứ nhất là giờ năm hạ phần kiết sử là gì? Năm hạ phần kiết sử là, thứ nhất năm hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Thì ghi ra năm cái đó trước đi. Năm hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Ghi ra năm cái đó trước. Rồi tới năm thượng phần kiết sử. Năm thượng phần kiết sử: ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Ghi ra năm thượng phần kiết sử: ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Chứ chưa năm thượng phần rồi đó, là năm hạ phần với năm thượng phần là 10 ha, là mình có cái sơ đồ ha, có cái list của những cái phiền não ha. Rồi bây giờ chúng ta nói là diệt trừ theo tuần tự nè. Bây giờ bậc tu đầu quân, cứ như bậc thánh đầu tiên tu đầu quân, chứng đắc được cái sơ đạo sơ quả tu đầu quân thì diệt trừ được bao nhiêu? Diệt trừ được bao nhiêu bậc tu đầu quân? Gì 25 thân kiến hoài nghi, thân kiến gì vậy? Thân kiến hoài nghi với cấm thủ diệt trừ được ba cái. Thân kiến hoài nghi với cấm thủ, ghi lại đàng hoàng đi, là bậc đầu tiên thân kiến tu đầu quân diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, diệt trừ thân kiến gì tùm lum vậy, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì như vậy nó diệt trừ được bao nhiêu tâm tham, bao nhiêu tâm sân, bao nhiêu tâm si? Đối với bậc tu đà hoàn diệt trừ được bao nhiêu tâm tham, bao nhiêu tâm sân, bao nhiêu tâm si? Bốn tham. Bốn tham gì ta? Bốn tham hợp ta. Rồi xà thú, xà thú trong tâm là bậc tu đà hoàn mới diệt trừ được bốn cái tâm tham hợp tà thôi, hiểu chưa? Rồi tâm sân có không? Tâm sân không có. Rồi xà thú như Quỳnh đúng, rồi si hoài nghi đúng, thì như vậy diệt trừ được bốn tham hợp tà và một si hoài nghi thôi, tức là mới có năm thằng bất thiện không, còn lại tới bảy thằng lận, đúng chưa? Tức là bây giờ mình ghi ra bậc tu đà hoàn diệt trừ được bốn tham hợp tà và si hoài nghi. Rồi đó, vậy được năm. Rồi lên tới bậc thứ tuần tự pháp, lên thứ hai là bậc thánh, thứ nhì là bậc tư đà hàm, làm giảm nhẹ, chỉ là làm giảm nhẹ dục ái và sân thôi, tức là làm cho nó nhẹ thôi, nhưng mà vẫn còn nhẹ, tức là vẫn còn, tức là bậc tư đà hàm thì vẫn còn, tức là nó cũng chỉ là bốn tham mật tà và si và nghi thôi, còn những kia chỉ làm nhẹ là thôi, là mỗi lượt là thôi. Rồi tới bậc thứ ba là a na hàm. Là sao? A la hàm là diệt trừ được gì quý vị? Tâm hạ phần kiết sử là gì? Gì thì diệt trừ thêm gì đó thì mình nói ra luôn. Trật lắc nguyên trang trật rồi.
bậc A La Hàm diệt trừ dục ái và sân, diệt trừ dục ái và sân, rồi như mình đúng là xa thấu, là diệt trừ dục ái và sân thì như vậy diệt trừ được mấy tâm sân, ấy mấy mấy tâm tham. Gì nó tám dữ cũng có bốn tâm tham thôi, không có tám được đâu, tám tới bậc A La Hán mới diệt được đó, là chỉ được diệt thêm được hai tâm sân, bốn bốn tham nhưng mà hai tâm sân, diệt được thêm hai tâm sân đó là bậc A La Hán. Rồi lên tới bậc A La Hán nè mới mới là diệt trừ được thượng phần cái sự là ái sắc, ái vô sắc, tức là đó, lúc này là tham về cảnh sắc, có sắc giới có nè, vô sắc giới có nè. Rồi lên tới A La Hán mới diệt trừ được ái sắc, ái vô sắc, rồi ngã mạn, là ngã mạn nằm trong tâm nào quý vị? Ngã mạn nằm trong tâm nào? Ngã mạn sanh chung, tâm sở ngã mạn sanh chung trong, nó nằm trong nhóm, nó nhóm nào? Tham, đúng rồi, xa thú thì như vậy, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật là tâm gì? Si, đúng rồi, xa thú và vô minh, vô minh là bản thể nó là tâm sở gì? Tâm sở si luôn, rồi xa thú thì như vậy, bậc A La Hán đạo quả A La Hán và tứ tứ đạo tứ quả đó thì diệt trừ được bốn tâm tham ly tà, đúng chưa, diệt thêm được bốn tâm tham ly tà và tâm si phóng dật, rồi những cái kia thì đã diệt trừ hết rồi ha, những cái gì chỉ còn lại bốn tham ly tà, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn là diệt trừ trong bốn tham ly tà luôn, tham ly tà có ngã mạn trong, diệt trừ luôn ngã mạn luôn. Rồi phóng dật là tâm si phóng dật, diệt luôn tâm si phóng dật luôn, thì như vậy diệt trừ được 12 tâm bất thiện luôn, thì như vậy thành tựu được bậc A La Hán là diệt trừ được toàn toàn bộ bứng rễ, toàn bộ 12 tâm bất thiện này, là vô minh là bị đâm thủng luôn, và khi nào một người là diệt trừ được 12 tâm bất thiện này coi như người đó đã đâm thủng được màn vô minh. Thì như vậy chúng ta phải phân tích một cách rõ ràng để cho mình thấy được cái vấn đề nó tại sao những cái kiết sử phiền não nó được đi tuần tự lên như vậy. Quyền ai biết đâu cái thành thánh đâm thủng đường hoàng vô minh ai biết được. Rồi quý vị nắm được cái những cái cách này mà cái cách mà tuần tự pháp có thể ghi lại để mà làm cái dữ liệu để mình biết ha. Cái này đúng rồi, nó khó. Nhưng mà mình phải hiểu, mà hiểu cách nó tuần tự nó đi như vậy, thì khi mình phân ra đó mình sẽ thấy là tu đà quần diệt trừ được cái gì, tu đà hàm diệt trừ cái gì, a la hàm diệt trừ cái gì, lên a la hán diệt trừ cái gì, thì mình mới thấy được cái sự diệt trừ một cách rõ ràng tuần tự nó như vậy. Mà hiểu không, cái gì lắm đó hả? Nãy giờ có ghi không vậy, nãy giờ Châu Nguyễn có ghi đâu không vậy? Có thì ghi lại rồi làm bản tóm tắt đi. Là tóm tắt lại ghi rõ ra là ví dụ bậc tu đà quần diệt trừ được gì đó, thân kiến mình thử là bao nhiêu tâm, bao nhiêu tâm vậy đó, mình ghi ra cho nó có đủ đầy đủ nha, và mình hiểu, mình làm bài học của mình để khi người ta nói pháp mình biết liền ha, mình nói với bậc nào mình biết nó có những cái loại tâm nào. Tu đà quần như coi như mình ghi này, diệt trừ thân kiến và nghi giám thủ bốn tham hợp tà một thì nghi, đúng rồi. Tu đà hàm thì làm giảm nhẹ, đúng rồi. A La Hàm diệt trừ dục ái và sân, tức là bốn tham hợp tà và hai tâm sân luôn, đúng rồi. A La Hán diệt trừ ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, tức là thêm bốn tham ly tà với ly già, ly tà và si phóng dật, rồi đó, đúng là như vậy đó. Thì mình ghi rõ ra vậy là mình hiểu được cái pháp một cách rõ ràng tương tự ha. Thì chúng ta nắm được cái vấn đề một cách chính xác hơn. Thì trước tiên mình muốn thành tựu được cái đạo quả đầu tiên, bắt buộc chúng ta phải diệt trừ cái thân kiến hoài nghi này, thân kiến hoài nghi giám thủ này, tức là bằng diệt trừ được những cái tâm tham hợp tà và cái sự hoài nghi,
Còn những cái giới cấm thủ là khi mình diệt từ được cái thân kiến này thì những cái giới cấm thủ này nó cũng đứt đứt chến nó luôn, như là không có sống nổi không. Và từng tự pháp mình tu tập là phải như vậy, chứ không thể nào mình vô cái đùng cái mình nhảy lên là a la hàm liền được, không thể nào, hoặc là mình lên tư la hàm được, mà phải tu được quan trước, tu diệt trừ cái bốn tâm tham và tà và tâm si và nghi, diệt trừ được nó xong rồi mới tính tới làm giảm nhẹ, rồi mới diệt được cái hai cái tâm sân nữa. Tâm sân thấy nó đùng 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 nha, mà nó khó, nó không cũng phải lên tới a la hàm mới diệt được cái gì, chứ nó không phải dễ, cũng khó lắm. Rồi lên tới a la hán mới diệt trừ được cái tâm si phóng dật, chứ không phải là dễ diệt trừ cái si phóng dật đó, rất là khó. Bởi vì những người nào mà nói mình khống chế được tâm si phóng dật nó dốc, đâu phải dễ, phóng dật tâm mình nó chạy nhảy a la hán nó mới làm được cái điều đó. Đó là cái vấn đề, là chúng ta thấy khi mình phân ra mình sẽ hiểu được cái giáo pháp một cách rõ ràng hơn, một cách tỉ mỉ hơn, chứ chúng ta không hiểu một cách nào thường thường, chúng ta đi hiểu chung 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 ha, chứ mình không có đi sâu vô được cái vấn đề. Nhưng mà khi mình vạch trần ra sự thật mình sẽ thấy được một cách rõ ràng, một cách chi tiết hơn, và chúng ta hiểu pháp cách sâu sắc hơn, chứ không có kiểu mà hiểu trên trang giấy nữa, mà chúng ta hiểu đi sâu vào cốt lõi của giáo pháp. Rồi, đó là bài học hôm nay chúng ta đã học được rất nhiều cái điều rất là tốt đẹp ha. Do phước báo này nguyện cho tất cả lần được năm pháp sắc lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Phật Ma Giá, Nam mô Sa Khả Giá. Rồi xin mời MC. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nắc mô tham ma giá, nắc mô sân khai giá. Dạ, nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng cho chúng con rất là nhiều bài học rất là hay cho ngày hôm nay, thưa thầy. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Phabatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba bhuta nu phave na sada so thi phavang tu te phabatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba dhamma nu phave na sada so thi phavang tu te phabatu sabba mangalang rakhang tu sabba devata sabba sangha nu phave na sada so thi. Và vâng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Thú xà, thú xà, thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã cho chúc phúc cho đạo tràng của chúng con cho buổi học ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ, đề qua tà san ti vi hà ra qua si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta cha am he rang ka tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu tin sam pa bu nei ya ma tham ma yap ba we di te y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nhá ta vô y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nhá
tai y đằng nô nha ti năng hô tu sa hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gác tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin trân trọng kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ hai, cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Và chúng ta lại được học một lần nữa những cái bài câu chuyện rất hay về ngạ quỷ sự của sư Pháp Thanh giảng dạy. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.